Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Theo tử vi 12 con giáp, đây là những con giáp may mắn nhất trong ngày 26 tháng 11 âm lịch. Trong hôm nay, các bạn sẽ kiếm được bộn tiền bởi công việc làm ăn, kinh doanh vô cùng thuận lợi, mỹ mãn. Nếu trong hôm nay bạn có những hợp đồng quan trọng, thì hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng để gây ấn tượng với đối tác. Bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, hợp đồng sẽ được ký liền tay, tiền về ngay tài khoản. Ngày 26 cũng là ngày mà tình duyên của các bạn, hễ bước chân ra đường là sẽ gặp được người khác giới để mắt đến. Nên các bạn còn đang cô đơn, hãy tận dụng cơ hội này ngay trong hôm nay để có người yêu nhé. Và đó là các con giáp Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất. Tuổi Dần. Tử vi hôm nay của tuổi Dần được thiên ấn trợ lực cho đường sự nghiệp hanh thông. Trong công việc bạn có tiếng nói, có năng lực, biết cách lấy lòng mọi người. Nhưng tử vi khuyên bản mệnh hãy khiêm tốn hết mức có thể để tiểu nhân không có cơ hội làm hại bạn. Tam hợi cục giúp tất cả các mối quan hệ đều tiến triển tốt đẹp. Không phải bạn yêu ai, người đó cũng sẽ yêu lại bạn. Nhưng hãy cứ yêu để sau này không hối tiếc. Với những cặp vợ chồng, quan hệ vợ chồng bạn khăng khít, đôi bên dành nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm đến nhau. Một số cặp đôi còn có thể đón tin vui, quan hệ làm ăn hài hòa, đối tác cực kỳ hài lòng về làm. Đối tác cực kỳ hài lòng về cách làm việc của tuổi Dần, cực kỳ khẳng khái và có uy tín. Đường tiền bạc như mộc dưỡng hỏa nên con giáp này sẽ trả được nợ, đi làm ra được ơn trên phù hộ, ăn nên làm ra. Dẫu biết cơm áo gạo tiền khiến bạn nản lòng nhưng hãy cố lên, thời gian tới trời sẽ không phụ lòng các bạn đâu nhé. Trong hôm nay, tình hình sức khỏe của người tuổi Dần nhìn chung khá ổn định. Tuy trong quá trình phấn đấu, gặt hái thành công, có thể bạn sẽ cảm thấy hơi vất vả một chút. Song may là bạn luôn tìm thấy động lực để vươn lên, khiến tinh thần hăng hái, đẩy lui sự mệt mỏi, để đường công danh tài lộc được thuận lợi. Sao chủ tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Mão. Những người tuổi Mão hôm nay gặp chính ấn nên những ai đòi quyền lợi trong công việc, thi cử, đi học, đòi lại danh dự sẽ được ơn trên phù hộ. Bạn là người chính trực, không hám danh lợi nhưng còn thiếu chí tiến thủ nên công việc trì trệ, cần lưu tâm điều này. Mà tình cảm lâm tương phá nên cẩn thận gia đình bạn đang bị nói xấu, có tiểu nhân dòm ngó, đặt điều bôi nhọ. Gia đình bạn thế nào chỉ có bạn biết rõ nhất, những lời đàm tiếu ngoài kia khi gây ra sự ức chế nhưng nó không đáng để bạn quan tâm, bơ đi mà sống. Điểm sáng nhất là tình hình tài lộc tăng tiến trông thấy nhiều mộc sinh hỏa. Không chỉ nguồn thu chính mà cả thu phụ cũng đều gia tăng. Hai nguồn thu cộng lại giúp con giáp này chi tiêu thoải mái hơn. Ngoài ra còn có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn. Thực thần cát tinh giúp công việc của tuổi Thìn khá lộc lá, đặc biệt là những người đang làm kinh doanh hoặc có nghề tay trái. Thìn là con giáp sống có kế hoạch, cách làm việc được lòng người, không có điểm gì đáng chê trách, có thể sẽ có chút rắc rối nhưng không đáng kể. Chuyện tình cảm khởi sắc nhờ hỏa sinh thổ, vì cuộc sống nhạt nhẽo và lòng người khó đoán nên Thìn đối nhân xử thế rất khéo léo. Có thể bạn ghét người ta nhưng không thể hiện ra mặt để tránh được họa. Gia đình yên ổn cũng nhờ tính cách của tuổi Thìn, tình hình tài chính có biến động nho nhỏ, có thể con giáp này sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Bản mệnh biết hài lòng với thực tại nên lộc cứ thế mà đến nhà đều đều. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Ngày hôm nay được tam hội phù trợ cho công việc của con giáp tuổi Tỵ có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nếu ai biết chấp lấy thời cơ tốt thì việc thăng chức, tăng lương, nhận thưởng là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay. Dường như khó khăn không thể trở thành vật cản của con giáp tuổi này khi bạn luôn biết làm chủ tình hình, hạn chế tối thiểu được rủi ro, tổn thất cho mọi người. May mắn là vận trình tình cảm được tam hội cục nâng đỡ, tuổi này hay bị ghét nhưng cũng hay được giúp đỡ. Ăn ở tốt thì phúc đức tự đến, chẳng cần lấy lòng ai. Nhất là với những người đang xa nhà, dễ được bạn bè yêu quý, giúp nhau lúc khó khăn.
Tử vi hôm nay cho thấy vận trình tài chính của bản mệnh khá tốt, bạn có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn sau khi nhận thấy mình có quá nhiều khoản phải chi cho bạn bè, gia đình trong thời gian tới đây. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Về sự nghiệp trong hôm nay, những người tuổi Mùi được dự đoán là phát triển thuận lợi. Việc của tuổi Mùi là cần phải tin tưởng vào bản thân mình và sẵn sàng chấp nhận thách thức trong công việc. Đây có thể là thời cơ giúp người tuổi Mùi có thể vươn lên vị trí cao hơn trong tương lai. Hợp tác làm ăn có lợi, nhân duyên hài hòa, tình cảm tốt đẹp nhờ lục hợp nâng đỡ. Khi học được cách buông bỏ, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy được hạnh phúc. Bạn có lòng thương người nên thức đức. Bạn có lòng thương người nên phúc đức sâu dày, hay có quý nhân hỗ trợ cho đường tình cảm. Đường tài lộc may mắn hơn nhờ hỏa sinh thổ, xuất sắc hơn người khác không phải cao quý. Sự cao quý thực sự là xuất sắc hơn mình trước đây. Không cần so đo làm gì cả, có tiền đủ lo cho cuộc sống là đã quá tốt rồi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Thực thần chiếu cố giúp những bạn tuổi Tuất làm công chức, kinh doanh, buôn bán thực phẩm, quần áo, nhà hàng, làm thêm sẽ gặp may. Người càng sởi lởi, vui tính thì trời càng cho lộc, làm gì cũng có người hậu thuẫn. Vì hỏa sinh thổ nên con giáp này được khuyên nên quan tâm vào chuyện gia đình mình nhiều hơn để mọi người bình an. Rất may là con cái, cha mẹ của bạn vẫn yên ổn, bình an. Gia đình tuy không giàu nhưng biết đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, không ai chê được. Được tam hợp nâng đỡ nên tiền bạc của tuổi Tuất rất bình ổn, nhiều người còn ăn nên làm ra hơn mọi ngày. Bạn sống khá biết điều nên tiền nong rất rõ ràng, không làm chuyện gian dối nên thu được quả ngọt. Dù có giàu cũng chẳng ai nói được bạn nửa câu. Tiếc rằng theo tử vi ngày 26 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tình hình sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu suy giảm đáng kể. Có thể công việc bận rộn, các mối quan hệ xã giao rộng rãi, khiến bạn quên mất chuyện quan tâm đến cơ thể của chính mình. Do đó dù đang ở bất cứ lứa tuổi nào thì bạn cũng cần phải thật cẩn thận khi tham gia giao thông và khi bắt tay vào công việc, đặc biệt là các công việc tay chân. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy cố gắng duy trì lối sống khoa học, điều độ, chớ vì làm lụng mà quên ngày đêm, gây tổn hại đến sức khỏe. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chia chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ Hai, ngày 19 tháng 12 năm 2022 dương lịch là ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Thiên Hà Thủy, ngày Bính Ngọ thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ thủy. Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành hòa cục, xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Mậu Tý và Canh Tý. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!